Xin chào chị và các bạn, xin được tự giới thiệu, Trang tên là Nguyễn Thùy Trang, tốt nghiệp trường Cao đẳng Y Hà Nội, hiện đang làm điều dưỡng tại phòng khám và là cộng tác viên của Melatech. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh chị và các bạn một sản phẩm, đó là sản phẩm canxi mình đang sử dụng và rất là tâm đắc. Canxi magie của Nutrilite được chiết xuất từ cây cỏ linh lăng và một viên canxi sẽ có hàm lượng là tỷ lệ là 2 canxi và 1 magie. Đây là tỷ lệ vàng. Và vì sao lại 2 magie, 2 canxi và 1 magie ạ? Canxi sẽ được magie dẫn đường, dẫn canxi đến những chỗ như là xương và răng mà cơ thể chúng ta cần bổ sung rất là nhiều. Ngoài ra thì khi có magie dẫn đường thì canxi sẽ được hấp thu đến 95%, còn trong canxi từ ở ngoài thị trường thì cái lượng hàm lượng canxi sẽ chỉ hấp thu được 3% thôi. Đó là lý do vì sao chúng ta sử dụng canxi ngoài thị trường là mọi người thường hay bị lắng cặn và bị sỏi thận rất là nhiều. Thì hôm nay Trang sẽ có một ví dụ minh họa. Ngoài cái tác dụng bổ sung cái làm xương và răng chắc khỏe thì canxi của Nutrilite sẽ có tác dụng nữa, đó là trung hòa axit dạ dày. Trang có một cốc nước tượng trưng cho môi trường dạ dày. Khi chúng ta đau dạ dày chúng ta sẽ thì môi trường trong dạ dày sẽ là môi trường axit, đúng không ạ? Trang sẽ có chanh tượng trưng cho các dịch vị axit trong dạ dày. Đây là giấy quỳ, đây là giấy chỉ màu. Khi môi trường axit sẽ chuyển sang màu đỏ, môi trường bazơ chuyển sang màu xanh. Giấy quỳ đã chuyển sang màu đỏ rồi ạ, như mọi người đã thấy. Và Trang sẽ sử dụng 1/2 viên canxi để trung hòa axit trong dạ dày. Trang sẽ nghiền nhỏ viên canxi. Và trong dạ dày chúng ta sẽ mất một thời gian để nhào và co bóp. Ta sẽ thử lại cái giấy quỳ và lại cốc nước. Như mọi người cũng đã thấy thì giấy quỳ không chuyển màu, là cái môi trường trong dạ dày của chúng ta đã trở về môi trường bình thường và không bị không còn đau dạ dày, không còn bị axit làm tổn thương nữa. Và khi thiếu canxi thì cơ thể chúng ta sẽ sinh ra 147 bệnh, ví dụ như là co cơ chuột rút này, những bệnh lý về tuyến giáp hoặc là những cơn đau dạ dày co bóp rất là kém. Và ngoài ra thì đối tượng nào thì có thể bổ sung canxi, mọi người đều có thể bổ sung canxi, đặc biệt là những đối tượng như là trẻ em đang phát triển, những phụ nữ có thai hoặc là những người trưởng thành, người bị loãng xương và những người lớn tuổi thì cái hàm lượng canxi trong cơ thể của họ rất là thấp và cần bổ sung nhiều, nên là chúng ta nên lựa chọn cái canxi từ tự nhiên để có khả năng hấp thu tốt và cái cơ thể chúng ta có thể là đón nhận những cái sản phẩm một cách là rất là tự nhiên. Và hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái sự lựa chọn phù hợp và lựa chọn tốt cho sức khỏe của mình để chúng ta có một sức khỏe tối ưu ạ. Và một sản phẩm tiếp theo trong giới thiệu đến anh chị và các bạn, đấy là sản phẩm nước rửa bát Dick Drop. Nước rửa bát Dick Drop này, đây là chai đậm đặc 1 lít
Thành phần chính là tinh dầu dừa, lô hội và lá tía tô. Như mọi người cũng đã biết thì tinh dầu dừa tác dụng là bóc tách vết bẩn ạ. Lá tía tô thì là sát khuẩn nhẹ và lô hội sẽ làm mềm da tay. Và đây là chứng nhận Safer Choice, đây là chứng nhận của tổ chức Hoa Kỳ về những sản phẩm an toàn về con người và môi trường. Và đây là sản phẩm duy nhất ở Việt Nam được chứng nhận về an toàn với môi trường ạ. Và đây là chai đậm đặc 1 lít, một chai này có thể pha là 10 chai nhỏ và với tỷ lệ 1:3. Và ngoài tác dụng rửa bát thì có thể ngâm rau củ quả. Thì hôm nay cha lại giới thiệu với anh chị minh họa cho mọi người xem về tác dụng rửa bát nhé. Thì Trang có đây là dầu ăn. Dầu ăn chính là những vết bẩn chúng ta hay thường gặp trong nhà bếp đúng không ạ? Một bên Trang lại sử dụng nước rửa bát ngoài thị trường. Một bên Trang sẽ sử dụng nước rửa bát Xerox. Đây là van thông minh tự ngắt, khi chúng ta sử dụng chúng ta chỉ cần dốc một lần và nó sẽ tự ngắt. Một lần này chúng ta có thể rửa được một mâm bát ạ. Và Trang lại dùng hai ngón tay trỏ xoay tròn như chúng ta đang rửa bát. Và sau đó Trang sẽ cho ra hai cốc nước để tráng. Trang lại cho vào trong này để tráng nhé. Mọi người hãy cùng chú ý này. Bên nước rửa bát Xerox thì chiếc thìa đã được rửa sạch và bên nước rửa bát ngoài thị trường thì vẫn còn nước xà phòng đúng không ạ? Đây là những hóa chất bám vào trong các thìa. Khi chúng ta sử dụng rửa bát ngoài thị trường sẽ mất thời gian, mất công sức và mất rất là nhiều, tốn rất nhiều nước để chúng ta có thể rửa sạch hết cái xà phòng này. Bên nước rửa bát Xerox thì mùi thơm rất là dịu nhẹ. Bên nước rửa bát ngoài thị trường thì vẫn còn mùi rất là hắc. Và mọi người sẽ hình dung nhé. Vậy nếu như chiếc thìa nhẵn như thế này mà còn mất thời gian phải rửa rất là nhiều lần thì liệu rằng cái đũa tre, đũa gỗ ấy, khi chúng ta sử dụng hàng ngày thì sẽ tích tụ và khi chúng ta buổi sau chúng ta lại ăn thì sẽ lại thôi ra những cái nước rửa bát, thì chẳng khác gì chúng ta đưa nước rửa bát vào trong cơ thể đúng không ạ? Hàng ngày sẽ tích tụ dần, sẽ gây bệnh cho chúng ta. Và nước rửa bát Xerox thì bằng công nghệ bóc tách những hạt dầu đã nổi lên trên bề mặt. Đó là lý do vì sao khi nhà Trang sử dụng nước rửa bát này thì sẽ đã không còn phải tình trạng phải đi thông cống, mà nước rửa bát khi đổ ra ngoài cống thì nó sẽ trôi hết, nó sẽ nổi lên trên và nó trôi hết, trôi đi luôn, không bị bám thành từng mạng trong đường ống nước nữa. Và Trang sẽ minh họa cho mọi người tác dụng là ngâm rau củ quả nhé. Chúng ta sẽ ngâm một cái súp lơ. Như mọi người có thể thấy thì trên súp lơ sẽ có những cái nhũ tương màu trắng. Mọi người khi chúng ta sử dụng chúng ta thường rửa và chúng ta ngâm bằng nước muối đúng không ạ? Thì hôm nay cha sẽ cắt súp lơ thành hai phần. Một bên cha sẽ sử dụng ngâm với nước muối, một bên cha sẽ ngâm với nước rửa bát Xerox.
bên lại sử dụng muối ấy. Khi chúng ta ngâm ra củ quả thì mọi người hãy để 3 đến 5 phút nhé, để có thể bóc tách hết những cái lớp bụi bẩn. Và Trang sẽ hướng dẫn mọi người để rửa bát. Thì một số mọi người khi sử dụng nước rửa bát thì chưa biết cách dùng, nên mọi người có thể thắc mắc là tại sao sử dụng nước rửa bát này thì không có bọt ạ. Thì trước khi mọi người rửa bát thì mọi người nên làm ướt cái miếng mút của mình. Và Trang sử dụng một lần ngắt. Bằng một lần ngắt này thì chúng ta có thể sử dụng một rửa một mâm bát 4 người ăn. Và sau đó Trang sẽ bóp cho nó lên bọt. Mọi người khi chúng ta sử dụng có thể mua cái mút tạo bọt này thì sẽ tạo được rất nhiều bọt, mọi người có thể nhìn thấy. Rất nhiều bọt đúng không ạ? Và khi tay Trang đang dính bọt thì mình có thể, ví dụ như Trang có điện thoại, mình có thể lau luôn vào trong khăn. Và không cần phải rửa lại với nước. Và tay rất là mềm và không bị nhớt, bị dính. Bởi vì công nghệ này là toàn từ tự nhiên đúng không ạ? Nên là tay của mình sẽ rất là an toàn và được bảo vệ. Chúng ta đã ngâm nước xong. Mọi người có thể nhìn thấy sự khác biệt. Một bên khi ngâm nước rửa bát thì đã được bóc tách hết các nhũ tương và rau rất là xanh và sạch. Các nhũ tương trắng này đó chính là những lớp phấn trên rau. Mọi người tưới rau lên trên đấy, để cho rau có thể tươi lâu. Và đã bóc tách hết và loại bỏ hết những loại trứng run, trứng sán. Còn khi chúng ta ngâm bằng muối bình thường thì sẽ không có thể làm sạch. Mọi người có thể thấy nhé. Một bên thì nước đã tuế ra giống như nước đổ đồ vịt đúng không ạ? Còn bên này thì nước đã len lỏi vào tất cả các kẽ của bung lơ này. Vậy thì sản phẩm tốt như vậy thì mọi người có quan tâm về giá cả không ạ? Thì Trang sẽ phân tích luôn với mọi người nhé. Một chai đậm đặc 1 lít này có thể pha ra 10 chai nhỏ. Tương ứng là mỗi chai nhỏ sẽ có giá là 21.500 đồng. Khi nhà Trang sử dụng thì sẽ một tháng sẽ hết một chai. Thì mọi người có thể mua ở ngoài thị trường một chai nước rửa bát bình thường ấy, thì chắc cũng tầm khoảng 25-30.000. Thì về giá tiền thì nó cũng xem nhau. Nhưng mà về chất lượng và mọi người có thể so sánh về cái độ an toàn với con người và môi trường, chúng ta sẽ được bảo vệ và các môi trường của chúng ta, xung quanh chúng ta cũng được bảo vệ. Vậy những sản phẩm tốt như vậy thì anh chị hãy nên cân nhắc
cho sử dụng cho gia đình và bản thân của cho gia đình mình, và để chúng ta có một sức khỏe tối ưu và bảo vệ môi trường không chỉ cho chúng ta mà còn cho con cái của chúng ta sau này nữa ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người.